16 chân đi. Anh mình tài 10 chân rồi, anh không được tài bài cho bài đóng đủ. Chuối mà mày cũng ăn thôi. Tao khỉ mặt nó ngồi giữa đường rồi ta. Nhỏ này nãy cho cốc nữa. Rồi trên bàn luôn kìa. Trái gì vậy? Trái bơm á hả? Trái đào. À trái đào. Mà hôm qua cho mà không có đem lên được. Chụp xa xa ra tí heo. Chụp xa xa ra tí. Rồi, ở xa xa ra tí chụp. Nó có chim không? Có chim không? Đúng rồi. Đực nó nhưng đực. Đực hơn, em thấy hai trứng giái rồi. Quá trời ăn. Đó, giật luôn. Mà ăn cái sợ chứ. Mới cho mày ăn mà mày ngấu hả? Có đầu đạn nữa. Lấy đi con kìa. Con kìa. Con nè. Đó, hai con đầu đạn. Để ăn hai tập nó mập nó bự. Tí cho cậu người ta lấy nhìn nó là đậu. Tối về mở YouTube coi. Lên YouTube á là mở rồi. Nó làm giật điện thoại mà nó chạy luôn á. Mày đem vô mà mày vô bên Cần Giờ á. Trên núi khỉ Viba. Núi khỉ Viba bấm vô là hết. Đưa nó nguyên một bánh luôn. Quá trời cái ông kia ẩm còn lũ lũ là téo bèo. Xíu xíu. Không. Kìa nó kìa kìa. Còn con nè. ẵm con của kìa. Nó cho con nó mà nó chụp hoài luôn. Nè nè nè, còn đấy nữa nè. Rồi làm như chó vậy đó. Con nó leo sát vô con, thằng lấy cái đầu tay chụp lên đây. Ủa kìa, chỉ con nó nhóc chân nè. Nó đẻ quá trời luôn ha. Ủa đẻ biết bao nhiêu mà nói. Quá trời mũi luôn trời. Ừ, luôn trời cho nó không lấy luôn á. Nó đâu hả? Không phải nó đang ăn. Chứ không phải là nó không lấy. Đây. Đang ăn chuối hả? À. Cho nó được cái đầu đưa nguyên bịch nó ra nó nhào lại ông nội ơi. Hãy subscribe cho